Hello, xin chào cả nhà. Xuất xưởng xe đạp điện IAD, xe đạp điện nhập khẩu cho khách hàng tại điện máy xe máy Huy Bộ đây ạ. Đây là mẫu xe đạp điện mới nhất trên thị trường luôn. Bền, đẹp, chắc chắn, cam kết là bền nhất thị trường. Hàng có sẵn tại Huy Bộ nha. Xe này là đi được 110 km mới hết điện, và tốc độ tối đa lên đến 60 km một giờ, phù hợp với lại các đoạn đường dốc cao như là đèo Bén hoặc là đèo Ý, Quan Sơn đều có thể đi được ạ. Cho nên các chị, các mẹ yên tâm mua về để đi chợ. Đã được một chị khách xinh đẹp lựa chọn để sử dụng đây. Một chiếc xe đẹp hoàn hảo luôn. Trang bị khóa thông minh smart key nha mọi người. Nó có chốt ở đây. Bán là mày ngòi. Xe này có hỗ trợ bán trả góp. Mọi người chỉ cần mang theo căn cước công dân là cửa hàng em hỗ trợ được nha. Không cần có tiền cũng mua được xe này ạ. Mang theo căn cước công dân là có thể mua được xe đạp điện rồi ạ.